Bốn con giáp hướng đủ xui xẻo, tuần cuối năm 26 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023 cũng chẳng được bình yên. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, từ nay đến mùng 1 Tết Dương Lịch sẽ là khoảng thời gian vô cùng xui xẻo với tất cả những con giáp sau đây. Hầu hết các phương diện trong cuộc sống của các bạn đều diễn ra không như ý muốn. Vì thế trong thời gian này, các bạn sẽ rất dễ cáu gắt hoặc bực dọc. Hôm nay các bạn cũng sẽ rất dễ mất tiền vì cách chi tiêu vung tiền quá chán, nên các bạn cũng không nên cho người khác vay tiền để tránh mất tiền rồi cũng mất luôn cả mối quan hệ. Về phương diện tình cảm, khả năng cao xảy ra những chuyện cãi vã với gia đình, người yêu hay bạn bè thân thiết. Vậy nên những con giáp trên đây cần bình tĩnh trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Sửu. Là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Sửu cảm thấy khá bối rối khi đứng trước những thách thức. Khoảng thời gian này bạn phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp khác nhau, vì thế không tránh khỏi áp lực và bất đồng. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên bạn càng lo lắng thì lại càng chẳng tìm được lối ra cho mối quan hệ. Tốt nhất hãy cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc về những điều mà mình thực sự mong muốn và quý trọng. Phương diện tài lộc cũng không mấy suôn sẻ khi việc hợp tác, đầu tư luôn xảy ra sự cố bất ngờ. Bạn nên thay đổi cách làm việc của mình, chớ đưa ra những quyết định nóng vội gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và việc kiếm tiền. Ngoài ra, Thái Tuế cảnh báo bản mệnh nên quan tâm tới những vấn đề, sự cố có thể bất ngờ xảy ra trong tuần này, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của bạn. Nếu xuất hành đi xa, bạn cũng nên chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo và cẩn thận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn cảm thấy buồn bã vì nhận ra những lời nói dối từ một nửa của mình, tuy nhiên hãy hướng mình đến những suy nghĩ tích cực hơn, bởi có thể đối phương đang có một nỗi khổ tâm nào đó. Hãy thể hiện sự chân thành, gần gũi để đối phương mở lòng bày tỏ với bạn. Trên phương diện sự nghiệp, có một sự thật phải chấp nhận rằng không phải lúc nào bạn tốt thì cũng được đáp lại những điều tương ứng. Hãy chú ý đến những dấu hiệu xung quanh bạn, có thể sẽ nhận ra những nhân tố đang lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Về khía cạnh tài chính, bạn nên lưu tâm đến các kế hoạch phát triển dài hạn, chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. Tuần này, bạn có quá nhiều điều phân tâm, vì thế không nên nóng vội trong việc đầu tư, kinh doanh hoặc mua sắm, kẻo đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi cũng là con giáp xui xẻo tuần này, bạn cảm thấy mình đang phải phụ trách quá nhiều công việc, vì thế lúc nào bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, không có thời gian cho riêng mình. Bạn cần rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như thế này, khi công việc không như ý, bạn thường trút hết buồn bực lên một nửa của mình. Tuy nhiên đó là một việc làm cần hết sức tránh, hãy kiềm chế tính cách nóng nảy của mình để tránh gây tổn thương cho người khác khi nói năng thiếu suy nghĩ. Trên phương diện chi tiêu, bản mệnh không nên chi quá nhiều tiền cho những khoản liên quan tới sinh nhật, cưới hỏi, mua sắm dịp lễ Tết cuối năm, nhất là khi túi tiền đang không dư giả. Bạn cần lập kế hoạch chi tiêu khoa học để tránh bị cháy túi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Hợi. Những vấn đề liên tiếp xảy đến với người tuổi Hợi, càng nghĩ đến lại càng thấy buồn phiền. Chính điều đó đã khiến bạn quên đi những điều đẹp đẽ, tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thời gian này, bản mệnh cũng cần chú ý đến mối quan hệ xung quanh mình, để nhận ra ai là kẻ xấu bụng mà mình phải đề phòng. Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh để đối diện với sự cố bất ngờ. Những chuyến công tác diễn ra trong tuần này có thể khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì quá bận rộn. Do đó, bạn nên lên kế hoạch từ sớm để hạn chế những rắc rối. Trở về từ những chuyến đi, bạn cũng nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi.
Trên phương diện tình cảm, những lần cãi cọ, trách mắng nhau xảy ra dồn dập khiến tình cảm của bạn và người ấy trở nên xa cách. Có lẽ hai người đều cần khoảng lặng để suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi điểm danh những con giáp xui xẻo nhất từ nay đến mùng 1 Tết dương lịch. Còn ai đen đủi hơn những con giáp xui xẻo cuối tuần này, 31 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023, khi đủ chuyện không mong muốn đổ xuống đầu, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Một là tuổi Tỵ. Theo tử vi cuối tuần, người tuổi Tỵ sẽ phải khá đau đầu để giải quyết những rắc rối xảy đến với bản thân trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, khi bạn chính là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần. Điềm báo cho thấy bản mệnh có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân cản trở vận trình công danh sự nghiệp, tai họa có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu bạn vẫn giữ thái độ chủ quan, tự tin thái quá về bản thân. Vì vậy, trong công việc hay mọi mối quan hệ xung quanh đều phải hết sức cẩn thận. Thời điểm này hung vận đang rất lớn nên không phải lúc thích hợp để bạn mạo hiểm, đầu tư hay sử dụng tiền bạc một cách bừa bãi. Hung vận có thể khiến bạn trắng tay chỉ vì suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản và lý tưởng. Chẳng những vậy, đường tình duyên của bạn cũng khá ảm đạm, tình cảm của các cặp đôi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Bạn nên lắng nghe cảm nhận của nửa kia nhiều hơn để bớt đi những suy nghĩ ích kỷ và phiến diện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Ngọ. Cuối tuần này, tuổi Ngọ cảm thấy thực sự khó khăn khi mọi chuyện không diễn ra như những gì bạn mong muốn. Hung tinh xuất hiện cho thấy con giáp có thể đón nhận những tin không mấy vui vẻ do vận khí sa sút. Bạn dễ gặp rắc rối trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khó giữ được như sự hài hòa. Đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến, làm giảm tiến độ và hiệu quả công việc đi trông thấy. Đặc biệt là trong thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022, hung vận cũng khiến bạn có nguy cơ đối mặt với họa hao tài, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Con giáp này được nhắc nhở nên hành động lý trí hơn nữa, chứ đừng để cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ, khiến các nhận định của bạn thiếu phần chính xác, hậu quả là tiền bạc tan biến theo mây khói. Vì thế bạn nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh, cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này. Thứ Bảy và Chủ Nhật đáng lẽ là thời điểm nghỉ ngơi, nhưng người tuổi Hợi chẳng được may mắn như vậy. Thay vào đó vẫn phải đau đầu, muộn phiền vì nhiều điều. Thời gian này bạn thường có nhiều suy nghĩ bế tắc, quẩn quanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của bạn. Thái độ làm việc của bạn cũng không được ổn cho lắm. Có điềm báo bản mệnh sẽ mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên hoặc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp khi phải hợp tác chung trong cùng dự án. Hơn thế nữa, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc người khác chơi xấu sau lưng mà không biết. Đối phương có thể là đồng nghiệp ganh ghét, đố kỵ hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra những chuyện ngoài ý muốn khiến bạn một phen lao đao. Về phương diện tình cảm, con giáp này nên cân bằng cảm xúc của mình mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại. Đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thân. Với tuổi Thân, rắc rối ập đến bất ngờ, nhắc nhở bạn không được phép lơ là mất cảnh giác, kẻo hậu quả để lại lớn hơn những gì bạn nghĩ. Vận xui đeo bám, con giáp này chủ yếu trong công việc. Dù là cuối tuần, là thời điểm nghỉ ngơi, nhưng bạn vẫn chưa được thảnh thơi phút nào khi liên tục phải vất vả giải quyết đống việc còn dang dở. Tuổi Thân chớ nên làm việc tùy hứng, nếu không hậu quả để lại sẽ rất lớn. Con giáp này vì nóng nảy, hiếu thắng, dễ bị kích động nên có thể mắc phải sai lầm trong công việc. Bạn cần có trách nhiệm hơn với công việc mình làm, chớ làm ảnh hưởng tới cả người khác.
Rắc rối còn đeo bám thân ở phương diện tài chính, cũng bởi con giáp này cả tin người khác, thiếu thận trọng, không cảnh giác nên dễ bị người khác lợi dụng. Kết quả là tiền bạc bị lừa gạt, tình cảnh hiện tại cũng không thể trách ai ngoài bản thân. Hãy coi đó là bài học đắt giá cho sau này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị những con giáp xui xẻo nhất trong tuần từ 26 tháng 12 năm 2022 đến mùng 1 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!